Hello everyone, welcome to my channel. Hôm nay đi hiểu nhé. Đi xem cây của mình có gì à? Rất là nhiều cây cần trồng. Này là pot này. Tưới nước này. Cắt cho nông này, mình sẽ giảm được thời gian. Mình chờ được 45 phút. Quay lại nhé. Chơi sự kiện ra cái cây này trước rồi đấy, giờ cái súng mình bắn ra nó sẽ có cái lửa. Dùng đi ba đầu. Dùng đi ba đầu là bắn ba nơi. Giữa bên trái bên phải. Nó sức mạnh này. Hai đá sức mạnh. Cái con mình nhấp nháy xanh xanh này. Khi chết là sẽ có lá sức mạnh. Khi mà mình bắn chết là không sao. Sao lá sức mạnh này. Sức mạnh này giúp mình tăng sức mạnh. Và tăng sức mạnh để bắn. Rất là đông zombie. Và quân lực của mình rất là mạnh. Chưa có tiếng thì mình đi cài tiếng ấy. Đấy, tăng âm thanh luôn. Hấp dẫn. Đấy, rất nhiều lá sức mạnh. Tăng lá sức mạnh như này. Đấy, lá sức mạnh có tác dụng như vậy. Đấy, tăng lá sức mạnh này. Chúng ta đã chiến thắng. Sẽ mở. Mở này, xem cái nào có tiền. Giờ có 1.000 coin thôi. Trời ơi, đây. Kho báu nó ngay bên cạnh mình. Mà mình không biết. Mình sẽ thoát ra nhé. Chơi thêm một màn nữa. Đây là cái màn mà tổng hợp tất cả zombie của tất cả các cửa. Có là boss này, rất là nhiều luôn. Mình chết cái hình ngô rồi này. Ngô này. Mình sẽ dùng đánh rồi nhé.
trời. Điện này nữa. Bắt đầu đi. Đầu tiên là trồng hoa. Mình xinh hơn rồi. Mình trời mình có tiền. Có đủ tiền được rồi. Còn như là không chết, không làm chết quá 10 cây của mình. Không làm chết quá 10 cây. Rất là phải cẩn thận, không chết 10 cây là mình thua. Mình sẽ dùng đây nhé. Cắt ra, cắt trứng lên. Đấy. Không cho vào đây nữa. Mất một cây rồi, 9 cây nữa. Mấy con gà rất là nguy hiểm. Mình tiêu khá là nhiều tiền. Khá là nhiều tiền. Mất 6 cây rồi. Mình mất 6 cây rồi. Đây là mình sẽ cắt chúng nó đây. Đây là cái hộp tay đấy. Đây là mình sẽ dùng băng. Chiến thắng. Mình sẽ đổi sang cho khác nhé. Mình nhận quà xem được hưởng cái gì. Ok, đặt vào đây. Tiền tăng sức mạnh. Rất là nhiều con mới. Mình sẽ sang cho khác. Bây giờ mình sẽ chơi Tom Hero. Ha!
Thank you.
thôi. Đủ hết ra ngoài rồi. Mình chuyển sang trò khác nhé. Mình sẽ chơi do tôm răm. Quái vật để hoàng tử xuống cứu công chúa, cho nó này xuống cho nó chết. Chết ngay. Bây giờ thì tháo này ra cho nước xuống. Thành công rồi, hoàng tử xuống cứu công chúa được rồi. Đã cứu được công chúa. Kho báu này mình phải cho cái này xuống trước, phải cho nó hết lửa đi, cho kho báu xuống, cứ cái này ra trước, mình tự xem lấy kho báu. Bây giờ mình sẽ rút cái này trước, cho lửa chết chết con quái vật. Ôi không, mình sẽ cho cái này xuống trước. Cho lửa. Ôi, như là
nhầm rồi. Đè chết con quái vật. Thành công. Hai con quái vật. Giờ làm sao tiêu diệt một con trước ạ? Cho con này xuống trước. Ôi. Vậy thì khí độc. Quái vật chết. Cho khí độc bay xuống đây. Con này cũng ngất luôn. Chuyển cho khác nhá. Nay mình sẽ chơi Zombie. Nổ 10 quả bom vào. Đây là Zombie Tsunami. Nổ quả bom nhờ. À, hoa quả, ăn hoa quả. Ăn 70 hoa quả. Mọi người nhé, hôm sau mình sẽ gặp lại nhé. Mình thua thật chứ. Đặt đồ 2 thùng rác. Ok. Chào mọi người, bye bye. Hôm nay mình chỉ chơi đến đây thôi. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.